áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 12, hướng vào miền Trung. Đăng ký kênh để theo dõi nhé. Xin cảm ơn. Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới và tiếp tục mạnh thêm với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 8 đến 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 12, hướng vào miền Trung, gây mưa to tới rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng cao mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, ngay vùng biển phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 109,4 độ Kinh Đông, ngay trên phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến 9, 60 đến 90 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 16,5 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 3.